Thưa quý vị và các bạn, là cụm cứ điểm quan trọng của Mỹ Ngụy để ngăn chặn đà tiến công của quân và dân ta, căn cứ 42 đã gây không ít tổn thất cho cách mạng. Sau 48 năm ngày huyện Đắc Tô được giải phóng, căn cứ 42 giờ đã là di tích lịch sử, ghi dấu chiến công hào hùng của quân và dân ta. Với âm mưu bảo vệ cho tỉnh lỵ Kon Tum về phía Bắc và khống chế đường Trường Sơn Bắc Nam đoạn qua tỉnh Kon Tum, khống chế đường tiếp viện của miền Bắc cho Tây Nguyên qua nước bạn Lào và Campuchia, Mỹ Ngụy đã xây dựng Đắc Tô Tân Cảnh thành một căn cứ quy mô lớn gồm Sở Chỉ huy Sư đoàn 22, Trung đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Thiết giáp, 5 tiểu đoàn pháo binh ở vòng trong và vòng ngoài, được tăng cường thêm Trung đoàn 47 và Liên đoàn 22, biệt động quân cùng lính dù. Căn cứ 42 còn được bảo vệ bởi tiểu đoàn dù và pháo binh của địch tại hai điểm cao 1015 và 1049, còn gọi là đồi Charlie và đồi Delta. Với các bố trí liên hoàn và hỏa lực mạnh cùng với lực lượng thiện chiến, nên chính quyền Ngụy tuyên bố khi nào nước sông Poco chảy ngược thì Việt Cộng mới đánh được Đắc Tô Tân Cảnh. Xác định giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh là nhiệm vụ then chốt mang tính thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, ta đã mở chiến dịch xuân hè năm 1972 trên mặt trận Tây Nguyên và quyết định đánh chiếm điểm cao Charlie 1015 và điểm cao Delta 1049. Đây là một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ dày đặc phía tây bờ sông Poco do tiểu đoàn dù 11 thuộc lực lượng dự bị chiến lược của Ngụy quyền Sài Gòn chốt giữ. Sau 4 ngày vây ráp, đến 13 giờ ngày 15 tháng 4 năm 1972, ta đã làm chủ hoàn toàn điểm cao Charlie 1015 và đến ngày 21 tháng 4 năm 1972, ta đã làm chủ điểm cao 1049 Delta. Lúc đó xảy ra tác chiến ở đây là vô cùng khốc liệt. B-52 là nó giải thảm rất khủng khiếp. Nó sát thương rất nhiều đồng đội của chúng tôi từ xa cơ. Thứ hai là đến pháo bay, nó dùng các cái hỏa lực ở các khu vực đây, nó tập trung vào để chặn cái bước tiến của Trung đoàn 64 và Sư đoàn 320 ở đây. Nhưng mà với cái ý chí sắt thép của người chiến sĩ quân giải phóng, cho nên chúng tôi đã vượt qua được những cái khốc liệt đấy, vượt qua những cái sự hy sinh của đồng đội và quyết tâm giành được thắng lợi. Và cuối cùng chúng tôi đã đánh tan cái tiểu đoàn 11 lữ dù để và chiếm lại điểm cao, và từ đây tiến xuống làm các cái nhiệm vụ khác như là giải phóng Tân Cảnh. Chưa kịp hồi phục trước việc ta giải phóng điểm cao 1015 và 1049, chính quyền Ngụy tiếp tục choáng váng khi ta mở chiến dịch giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh vào rạng sáng ngày 24 tháng 4 năm 1972, với quy mô quân binh chủng hợp thành gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, pháo binh, xe tăng, bộ đội tên lửa mặt đất. Đặc biệt, sự xuất hiện của xe tăng của ta, trong đó có xe tăng 377 Anh Hùng và tên lửa chống tăng 9M14 Mayutta của Liên Xô, làm cho kẻ địch hoảng sợ, hoang mang, trở tay không kịp, tạo cơ hội cho giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh được thuận lợi. Từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên từ năm 1967, trong đội hình bộ đội đặc công thuộc tiểu đoàn 406, tỉnh đội Kon Tum. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thịnh chia sẻ, ngay cả bộ đội địa phương cũng bất ngờ trước vũ khí mới, huống chi là địch. Vì vậy, địch nhanh chóng tan rã. Chúng tôi cũng thấy mừng lạ, có một cái loại vũ khí gì mà hiện đại đó. Rất vui mừng mà bắn chuyên môn bắn xong 42 này. Đấy, thì rồi tăng thì coi như dùm dùm tiến lên. Trong cái trận đánh thì coi như thật không có vũ khí này á, thì chắc chúng ta cũng khó. Đấy, bởi vì thấy có vũ khí này địch nó tán loạn này, coi là chạy linh tinh hết. Cho nên từ cái vũ khí này chúng bắn mà coi như là lúc đó là lính Ngụy thì chạy tan tác. Tức là nó vượt qua cái sông Poco này chạy về phía dưới. Khi đó là chúng ta bắt tù binh khoảng độ 500 tù binh. 11 giờ trưa ngày 24 tháng 4, ta hoàn toàn làm chủ được căn cứ. Bộ Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn 22, Trung đoàn 42,
trung đoàn thiết giáp số 14 và tiểu đoàn dù số 9 của ngụy đã bị ta đánh tan hoàn toàn. Đại tá Lê Đức Đạt, sư đoàn trưởng sư đoàn 22, ngụy bị ta tiêu diệt tại chỗ. Chiến thắng này đã góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường miền Trung và Tây Nguyên. Đó là mở ra khả năng đánh tiêu diệt địch có quy mô lớn của quân giải phóng, tạo tiền đề cho giải phóng tỉnh Kon Tum vào mùa xuân năm 1975. Với cựu chiến binh Nguyễn Đình Thịnh, cảm xúc khi được có mặt tại Đắc Tô Tân Cảnh, giờ phút giải phóng thật khó tả. Bởi lẽ, nhiều đồng đội của ông, thủ trưởng trực tiếp của ông, đã hy sinh trong chiến dịch này. Đơn vị chúng tôi cũng đã tập kích chi vào nhiều lần. Đấy. Nhưng mà sau cái cuộc chiến đấu ở đây á, thì khi bắt đầu đến thì tôi có một đồng chí tiểu đoàn trưởng bị hy sinh ở Đắk Lung. Đấy. Cho nên cái từ chỗ đó mà đồng chí tiểu đoàn phó thay thế. Rồi chúng tôi đi vào đây đánh nhau thì cảm xúc lúc đó coi như là khi được giải phóng chúng tôi cảm thấy là phấn khởi là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đánh được cái Đắk Tô Tân Cảnh. Rồi từ đó coi như là anh em chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu. Tưởng nhớ đồng chí đồng đội đã hy sinh, mỗi năm vào dịp tháng 4, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thịnh đều đến thăm khu di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh và thắp nén hương cho những đồng đội đã hy sinh, trong đó có phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, người tiểu đoàn trưởng gan dạ mà ông cảm phục, yêu quý. Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh để góp phần tạo nên chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Trong đó có cán bộ chiến sĩ kiếp xe tăng 377 anh hùng. Và đây là nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Văn Triển, kiếp trưởng kiếp xe tăng 377 cùng đồng đội. Trước khi hy sinh, các anh đã điều khiển xe tăng 377 tiêu diệt 7 xe tăng địch và tiêu hao nhiều sinh lực địch, góp phần quan trọng vào giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh năm 1972. 48 năm sau ngày Đắc Tô Tân Cảnh được giải phóng, vùng đất lắm bom nhiều đạn xưa kia giờ đã là huyện Đắc Tô với nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa và xã hội. Khu vực quanh sân bay Phượng Hoàng đầy tiếng gầm réo của máy bay, của bom đạn và lắm hàng rào thép gai xưa kia giờ đã là nơi an cư lạc nghiệp của hàng ngàn hộ dân của xã Tân Cảnh. Khu vực đóng quân của tiểu đoàn 42 ngụy trước đây giờ là địa chỉ đỏ, là di tích lịch sử cấp quốc gia về lịch sử kháng chiến. Chiếc xe tăng 377 anh hùng do Trung úy Nguyễn Văn Triển cùng đồng đội tạ xung hữu đột tiêu diệt địch trong chiến trường giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh giờ đã là một phần của tượng đài chiến thắng được nhiều thế hệ vinh danh. Đây cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách, cựu chiến binh vào mỗi năm trong hành trình trở lại chiến trường xưa. Phòng văn hóa và thông tin huyện thì cũng đã tham mưu cho huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng ở các địa phương tăng cường các bảo vệ các khu di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới thì phòng văn hóa thông tin huyện cũng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện gắn khu di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh vào tour du lịch và tour du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng sẽ tuyên truyền đến người dân tham gia bảo vệ gìn giữ và phát huy giá trị của khu di tích. Chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh không chỉ là chiến công hào hùng của quân và dân ta, mà còn là chiến thắng khẳng định nghệ thuật quân sự tài ba của quân giải phóng. Đây là bài học lịch sử về giáo dục truyền thống luôn được các cấp hội cựu chiến binh ở huyện Đắc Tô chú trọng. Về cái giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đây là đối với hội cựu chiến binh là rất là quan tâm, mà cũng hàng năm hàng kỳ là cũng vẫn ôn lại cái lịch sử vẻ vang của tỉnh Kon Tum mà Đắc Tô nói riêng, để cho lớp tuổi trẻ để biết được cái anh hùng hào hùng đối với cái gian nan đối với thời kỳ chiến tranh chống lại xâm lược, biết được cái vẻ vang, cái chiến thắng của cái chiến thắng Đắc Tô này. Ngày nay thì tôi rất là may mắn được sống trong một xã hội hòa bình, thế hệ trẻ của chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát huy, phấn đấu hết mình, nói theo thế hệ cha ông ngày xưa, phấn đấu làm kinh tế, phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ để giúp cho quê hương Đắc Tô ngày một phát triển và phồn thịnh.
Sau 48 năm chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh, huyện Đắc Tô hôm nay đã hoàn toàn đổi mới. Đặc biệt, niềm tự hào, tinh thần làm nên chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh vẫn được cán bộ, nhân dân, các dân tộc huyện Đắc Tô gìn giữ và phát huy để xây dựng huyện hôm nay phát triển toàn diện.